Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị thân mến. Bữa nay thì Phong sẽ làm cái món canh hủ qua nấu với cá. Ở đây có hai thành viên nhỏ đang ngồi, sáng giờ đang đói bụng á cô bác anh chị à. Thì hồi bây giờ thì Phong cũng muốn chia sẻ một cái hình ảnh gia đình của Phong, thì cũng công việc hàng ngày thôi, thì cũng làm xong xuôi rồi nấu canh nấu cơm. Thì hồi bây giờ thì Phong cũng kính chúc toàn thể quý ông bà cô chú anh chị là ngày mới chúc ông bà ngày mới vui vẻ. Để sau chúc ông bà đi con. Giỏi quá, để sau ngồi ngoan nha, để ba làm đại ăn cơm nha. Nãy giờ Phong bào hết được mớ rồi, tại vì nếu mà Phong bào lâu quá thì nó cái clip đó nó dài quá, thì Phong đợi gần hết xong rồi Phong mới ghi hình để chia sẻ cho ông bà cô bác. Hồi nãy giờ á thì Phong cũng bỏ muối vô đây rồi. Thôi sao không khóa nè, nãy không bỏ muối vô hủ qua. Thôi để ba ấy, trời vớt ra ngoài thấy chưa. Ở nhầm khi ông bà thấy bé sâu nó hiếu động quá. Ông bà đừng có giận bé sâu nha. Ba nãy con có bỏ muối vô. Bỏ muối vô cho nó giảm cái độ đắng của hủ qua nè. Tí sáng giờ đói bụng chưa? Đây để ba bào ra đi để nấy. Nói nào trời mưa hoài, mấy bữa nay mưa gió suốt. Ở nhà Phong làm dao đã đời. Phụ ba mẹ nha. Đó, mưa rồi. Rồi, xong rồi ma đi rửa nha. Đi tí. Anh Út nói lúc này ba toàn ba nấu cơm nấu canh thôi. Trời, lúc này chân chật quá mẹ làm không được. Bà nội trên trước bó dao chưa xong đó nè. Cho bé sau phụ nha. Ồ, phụ đi, bỏ vớt ra nha, để mưa tới rồi. Vô đi sâu, mưa rồi. Ô, lạnh quá sao ơi. Ba rửa đại nha. Ba rửa đại mới được. Không rửa nó nước nó là được rồi. Nó ngồi không ấy anh rửa luôn chút sắt cho anh niêm canh luôn em. Này mưa luộn hả? Chứ lúc này chủ yếu là trời giác chịu á. Nãy cá là cũng ấy rồi. Còn cá nó sôi cho nên vớt ra. Rồi sôi rồi. Anh vớt cá nha. Vớt bọt cho bớt. Mấy cái bọt này là mấy cái nhớt cá. Nhớt cá nó da. Mình phải vớt ra. Nhưng mình để luôn rồi chút cá nó bả ra hết à. Nó không ngon. Cá thì tượng này sáng ba Phong câu nè. Phong câu á? Tí câu hả? Dạ. Vậy mà ba tưởng đâu ông nội câu chứ. Không bỏ đây. Bỏ ít hạt đường thôi với muối. Sâu đó bụng hả con? Nhẫn phá nha, để ba làm con. Nhà Phong ăn hạt niêm ít lắm. Tại vì nhiều á, người ta nói ăn hạt niêm lủng bụng á. Nên ấy hạn chế thôi. Nhiều quá anh ăn không tốt. Bởi vì nhà Phong chủ yếu là có cá hoặc là có thịt á. Không phải bỏ vô. Nước nó sôi là bỏ vô rồi cái nó tan ra liền à. Rồi bây giờ Phong bỏ hủ qua vô. Phong bỏ hủ qua vô. Nãy Phong giữa cũng hai nước rồi. Rồi nó sạch rồi. Tại vì ngâm nước muối thì nó giảm độ đắng á. Hôm qua này cũng mau chín lắm. Tại vì nó chừng để lên là chừng vài giây à. Vài giây rồi nó cũng chín rồi. Này.
cho đảo đảo lên. Để phòng nếm thử à. À, cũng vừa miệng rồi nè. Còn miếng bà. Ừ. Thôi để bà ấy cho. Ngồi để tủ lạnh đó em. Cá này chuẩn bị phong chiên luôn ăn cơm. Sâu củ ba hả? Bà ba. Ừ. Ngày Phong lặt ít cọng ngò để bà làm cho con đựng ấy. Nó sốc sổ và bà làm lâu lắm. Ngò hôm bữa bán tới giờ là nhà Phong có chừa là chút đỉnh để ăn á. Nên bữa nay để tủ lạnh nó lâu quá nó vàng luôn. Mai là không giữa mà để khô một chỗ mình không bị vàng nữa. Sao ơi con đừng ấy để cho ba ấy con. Con làm chút nó rớt ngoài luôn á. Thôi thôi. Trời lấy vỗ nữa. Không miếng là lấy vỗ thì có. Thấy ba rửa cho sạch ba làm đại ăn cơm nè. Không mà nổi đói meo rồi. Để mẹ làm lâu á. Đấy. Rửa chưa xong mà. Rồi xong. Đổ đây đi chút có nước mình rửa chén luôn. Rồi đi vỗ ba. Thấy cô bác thấy Phong làm nhanh lắm. Lúc trước Phong cũng có nấu món quán. Nấu quán mà khoảng thời gian sau nó ế quá cũng dẹp quán rồi. Chắc cô bác anh chị lưu ý mình để cái móng tay nè. Móng tay này á thì nó không, mình đừng có ló ra ngoài đây. Ló ngoài đây mình chắc phạm vô tay thì ra máu. Mình chắc giờ mình chắc nhanh cũng được nữa. Đó cô bác anh chị thấy nè. Tại vì nó trúng cái bừa dao rồi nè. Nó đâu có trúng vô tay mình đâu. Phong hôm bữa làm có ớt. Có ớt thì mấy đứa nhỏ nó ăn á, bị cay quá. Thì sợ bữa nay nó không ăn được. Phong xay miếng tinh miếng tiêu nữa. Này cô bác anh chị xem nè. Này cũng sắp chín rồi nè. Phong á là ở dưới kia bắt mà bây giờ trưa quá Phong bật bếp ga Phong chiên cá luôn. Sáng có mua ít cá lưỡi trâu á thì Phong cũng ớp sẵn rồi. Đợi vợ Phong làm chắc ba mẹ chắc đói meo luôn. Vợ Phong làm lâu lắm. Đây là chảo cũng nóng rồi. Chế ít dầu vô. Đợi nóng lên là Phong bỏ vô được rồi. Phong vừa nấu canh vừa chiên cá thì nó sẽ nhanh hơn. Còn đợi canh thì nó. Đợi canh này nó sôi lên một cái là Phong nhắc lên được rồi. Mấy canh này dễ nấu lắm. Ở dưới quê Phong ngộ lắm. Giống như mà cô bác xích ra đây nè. Cô bác nói như mà nấu canh khổ qua mà nó ít đắng thì người giống như mà người đó thì không có ác. Mà nấu đắng quá thì người ta nói là ác dữ lắm mới nấu canh đắng. Nó ngộ vậy cô bác anh chị. Cũng tùy theo khi khổ qua. Khổ qua đều quá nó đắng dữ lắm. Nè. Đó. Đó. Ừ. Phong nếm là thử coi. Bữa nay sau cái canh hủ qua Phong phải nếm nhiều lần á. Giờ Phong cười. Ngon rồi đó. Theo Phong cảm nhận là ngon á. Ừ, nếm thử coi. Ngon. Được. Anh nấu mà không ngon thả vô. Bình thường chiên á mình bỏ vô tí bột năng. Tí bột năng nó sẽ không có dăng. Nhưng mà bữa nay á là do Phong lu bu á. Nếu mà chiên á thì chiên cá hay chiên thịt á ông bà cô bác là lưu ý giống như mà làm thử giống như Phong á là bỏ bột năng vô thì nó không có dăng đâu. Bỏ bột năng vô, mấy đầu bếp lớn người ta làm vậy không? Bỏ bột năng vô nó sẽ nó không bị dăng. Nó cà tưng tưng trong giờ trong dầu ở trong chảo không à, nó không có dăng lên cao.
Tại vì Phong lấy cái chảo bự nên chiên một lần hết luôn cho nhà là mau ăn. Phong đẩy mấy cá xịt qua. Rồi giờ Phong là chỉ ấy cá này lên, giờ củ qua là chuẩn bị nhắc lên được rồi nè. Đó, giờ Phong sẽ bỏ cá vô, tại vì chuẩn bị ăn á, đem lên ăn á, bỏ cá vô là bỏ thành tiêu vô nữa là được. Đây đó, cô ăn chị thấy nè. Rồi còn bỏ vô ít tiêu nữa đó. Cô bán chị thấy chưa, giờ Phong sẽ nhắc lên. Đấy, mà nếu ông bà cô bác mà xuống chỗ Phong á thì Phong làm ăn, làm đồ ăn nhanh lắm. Đó, cô anh chị thấy hấp dẫn chưa? Rồi một món giờ Phong sẽ nhắc lên. Này canh này là nó chín rồi, Phong không có đậy nắp nên chả là Phong sẽ hé ra. Nó hầm nó chín quá thì canh nó sẽ không có ngon, nó sẽ đổi màu nữa. Ê, sắp tới giờ cơm bà tí ơi. Đó, một món, còn món chiên nữa là xong. Rồi, bây giờ cái chảo Phong sẽ nhắc xuống kia cho nó đỡ tốn lửa than, chiên nó sẽ nhanh hơn, đỡ tốn ga nữa. Giờ chỉ chờ đợi là nó thật chín một cái mặt á, cái mặt bên đây nó chín sẵn á, xong rồi Phong sẽ đảo lại là mặt kia nó mau chín lắm. Mình sẽ đem cái này ra Phong giữa. Ôi sáng giờ đói bụng dữ lắm rồi nè. Chào ông bà đi. Chúc Phong Nguyễn nấu xong, mời ông bà cô bác cùng ăn với gia đình Phong luôn nha. Sáng giờ bữa nay á, làm hè á, tại vì hôm qua á, là người ta đặt nhiều á nên giấc tối là Phong làm tới sáng làm tới 9 giờ mấy, gần 10 giờ mới xong. Giờ thì mới làm cơm, à làm cơm xong chắc ăn cũng 12 giờ. Ê, chồng em hả? Chồng em hả sao? Nhìn cô bé anh chị thấy nè. Thế mình á, mình nhầm khi mình nôn nóng quá mình đảo qua cá dưới lớp ở dưới đây đó, nó chưa có chín, nó chưa có giòn mà mình đảo qua là cá nó bị bể hết à. Để mốt một Phong rảnh nó Phong làm nhiều món cho cô bác anh chị luôn. Món đặc biệt là mì xào, mì xào là Phong làm ngon lắm. Lúc mà Phong đi lên mà Chợ Lớn á, Phong mua mấy cái đồ niêm á là chai chít cát với mà chai chít chít á, là hai chai đó là chuyên môn mà đầu bếp chính dưới trên thành phố người ta làm á, người ta không có chia sẻ hai cái chai đó, nó có cái mùi thơm đặc biệt lắm, nhưng mà cái chai đó nó rất là mắc. Ở dưới quê mình nấu mình bỏ cái đó thì nó tốn chi phí lắm, tại vì cái chai đó tới mấy trăm ngàn một chai được, mà chai nhỏ xíu à. Xèo xèo rồi, xèo xèo xấu rồi. Sắp tới giờ cơm rồi. Hai mẹ đói bụng meo rồi. Để chấm cá. Chén này gần như là có ba Phòng với Phòng ăn. Con. Cô ba sắc ớt rồi tí rồi. Tí còn hỏi ăn ba. Con có chấm đâu ăn. Con ăn ba. Tí con chấm cho ba coi. Thôi. Cái này có mình ăn với ăn. Đây Phòng ấy vô. Nhà Phong á mà ăn mà không có ớt á, ăn không được. Ủa mấy chai nước mắm đâu hết em? Ghê chưa? Đó, Phong chai nước mắm luôn nè. Đó, cô ba anh chị thấy chưa? Hết luôn ba. Nước mắm này giống nước mắm nhỉ á, đặc luôn. Chấm vô. Tại một cử ăn á là Phong ăn á lên ớt nhỏ,
ớt trái tí tí Phong ăn tới 4-5 trái, ớt bự Phong ăn tới 1 trái mấy. Rồi tí đem lên con, ba ấy cá chín là lên con. Đây, đổ đồ đảo lên. Cái mặt bên đây nó cũng vàng rồi nè. Giòn rồi. Giòn rồi cái là Phong sắn là cái nó dễ lắm. Văng. Đó, cô bác anh chị thấy không? Nè. Thì nó vàng ghê không? Không để úp lại. Đó. Vợ Phong làm thì nó có thể là nó ngon hơn Phong làm, nhưng mà vợ Phong làm lâu lắm. Còn cái mặt bên đây là Phong chiên nó nhanh chín hơn, tại bên kia nó chín nó lem qua bên đây à. Mình vớt lên cho nó đỡ dầu. Rồi Phong sẽ gấp ra dĩa. Đó, cô bác anh chị thấy ghê chưa? Cái Phong chiên cá hay ghê không? Nè, xích ra đây cho cô bác chị xem. Đó. Thật cái này nãy nó Phong đảo nó hơi ấy, nó hơi dính nè. Đó, cô bác anh chị thấy là cá rất là vàng. Rất là ngon luôn. À giờ để đây, Phong sẽ bắt cái ấm nước để nó không có để phí cái bếp lửa. Cái chảo nó nóng nữa nè. Phong sẽ để cái chảo lên đây. Thì để dưới thấp á, sợ con bé đứa nhỏ còn nóng á, đụng vô á, nguy hiểm lắm. Rồi Phong sẽ bắt cái nồi nước lên. Rồi, nhà Phong là chuyên môn mà nấu nước nóng để uống không à. Uống nó tốt cho sức khỏe mình á. Chứ lúc này thì nước hồ á, thì vi khuẩn với ô nhiễm nhiều á. Giờ Phong sẽ đem lên để gia đình thưởng thức. Phong sẽ múc ra để ăn cơm. Nhà cũng đói bụng hết rồi, bây giờ cũng 12 giờ trưa. Thấy qua ăn cơm luôn bà. Bà Phong uống nước no luôn. Ba Phong cũng còn dị ứng á, nên cũng còn ngại lắm. Chỉ hồi nhỏ lớn thì ba Phong cũng ít ngại ghi hình đó cô bác anh chị. Tí là chuẩn bị lo ăn luôn nè con. Rồi. Xong rồi đó. Trời, không để ở đây rồi. Hết rồi mà, con chiên hết rồi. Rồi. Rồi, thôi gia đình mình dùng đi. Ở nhà có mấy đứa con nít á, nên nó hơi bề bộn á. Nên là ông bà cô bác cũng thông cảm cho gia đình Phong nha. Tại dưới quê thì lớp mà làm giao cải suốt ngày à. Và bên cạnh đó nhà có hai đứa nhỏ nữa. Nó Phong dọn gọn gọn lại. Rồi, để này ngoài kia chút giữa luôn. Đây cô chú anh chị sáng giờ Phong cũng làm canh, làm cơm. Cũng cá chiên cũng xong xuôi hết rồi. Bây giờ là phải ăn cơm. Cái nồi cơm nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn. Giờ mẹ Phong cũng đang rất là đói bụng. Đang ở nhà. Bé Sâu đâu rồi? Là thành quả của bữa cơm. Chào toàn thể quý ông bà của chú anh chị kính mến. Thì sáng giờ thì Phong cũng nấu cơm với canh cũng xong xuôi hết rồi. Gia đình Phong à, thì cũng mời ông bà cô bác cùng dùng với gia đình Phong nha. Mà ông bà cô bác cùng ăn với con. Dạ, mà ông bà cô bác cùng ăn với gia đình. Dùng cơm. Dùng cơm với gia đình. Sáng giờ gia đình Phong làm bây giờ nói chuyện hết nổi luôn rồi. Chúc ông bà mạnh khỏe, chúc khỏe. Thôi ba chiên ghê không? Chiên cá mà nó dính là hết nè. Nè ba tách ra cái là nấy à. Đó. Nấy ba tách ra cho. Mày ăn đi mà, cá mới chiên nó nóng nó giòn. Cá này mày ăn xương cũng được nữa. Xương giòn. Gì đó. Để nguyên con đi mẹ.
ra cái vớt vô trong đó vậy. Thôi ớt chấm vô là ngon. Con ăn à. Cháo cay luôn nè. Phong ăn nhanh lắm, ăn đại để làm việc khác nữa. Ủa cá này bán nhiều ký em? 100.000 một ký. Trời, cá gì 100.000 ký? Nó này kêu bằng cá lưỡi châu à. Trời, cá này mắc quá trời. Cá mua nhiều tiền? 60.000 mấy con cá à? Mấy cục. Để con làm mấy đó. Ba. À, ông nhận thịt cá này nó ngọt lắm. Gì cơ? Đắng quá. Chứ ăn hủ qua không được phải không? Ăn được mà. Chứ đắng mà. Người ta nói là nấu canh hủ qua mà đắng là người đó xấu á. Mẹ không cười. Ngon đi. Ngon lắm. Chén. Muối lên canh đã qua muối sao không nắng rồi. Không muối không ạ? Phải. Ăn bột muối mà. Thì phải bỏ lên một chút muối. Trong khi thuốc á. Để muối vô. Muối nước. Cái đồ trái này ta xịt thuốc dữ lắm. Sâu dữ lắm. Ta xịt dữ lắm. Hồi nãy con có ngâm nước muối. Ngâm nước muối rồi nhưng mà lát một dưới một chút xíu con nó canh muối mà nó không nắng á. Nêm trước đi. Bỏ vô tí xíu hoặc bỏ vô tí xíu thì nó bỏ qua vô. Nãy con nêm trước á. Nãy con nêm trước mà. Nêm trước xong con mới bỏ qua. Rồi nè. Nó sau mà ăn cơm ăn cá. Rồi dẻ cá cho nó ăn. Ta tưởng ít xương á, mấy giờ nó ăn em? Em đút cơm đó không nè. Bao ăn ớt luôn rồi ba. Thôi ăn cá nha em. Thôi, khảo quá. Em bao ăn ớt luôn rồi ba. Thôi, chỉ vô bộ quá. Khoai thịt hộp anh mà ăn đưa nó miếng tà bá nó ăn nó không dám rồi. Con này nhất. Ăn này đổ mồ hôi luôn. Cơm nóng. Cơm nóng, xanh nóng rồi cá cũng mới chiên lên đó. Xấu ngàn thịt cá rồi cơm nhộm đó. Mấy bà phòng ít ăn cơm chung lắm, tại vì mấy bữa nay á thì bị dưỡng á. Có nhiều ông bà cô bác nói là hai bà không thấy ít ngồi chung á. Đây con xúc cho mẹ. Ngon canh hủ qua ngon quá. Cá nhiều rồi em. Cá cho nó nhỏ trong bụng. Không có chắc. Ừ? Trời ơi, thương mẹ dữ vậy. Cho mẹ ăn có mập. Trời ơi, cho mẹ ăn cho mập lên hả? Nghe ông bà nói mẹ ốm quá ha tí ha. Để mẹ gấp vô. Gấp đại đi con đừng có dẻ, rớt đổ ra. Tí dừng cá xương đó con. Dẻ cái nạc cho sâu ăn. Nó có đây rồi mẹ mà sâu lại nằm với nội. Không. Mấy con cá gì mà 60 ngàn mắc kia chứ. Cá đó với cá hường cũng giá luôn à.
cá này ngày bữa câu cá Dương Hồng á, ớp chiên xả ngon lắm. Đương nhiên con đang đặt câu cá thấy ngon, cá này lúc trước nó bán gì vậy em ba? Mẹ đang làm cá nè, trong đặt một câu chứ đó. Ừ, qua mà con ngọn đặt một câu đó, xong rồi mẹ mời ra làm cá dính là ký rồi. Ừ. Sao chứ ớt nào không ăn không thấy cay chứ không? Khoan đi mẹ, thổi là nóng nè. Không cay. Không cay chứ hả? Dạ. Ớt còn sao kỳ quá. Ớt coi chừng ớt không cay. Không cay. Không ăn, không ăn, ăn không nghe mùi cay vậy đó. Ăn được mà. Phong làm 3 chén à, chén thứ 3. Chén ăn mấy cái một chén mà. Một chén mà, nay sao ăn có một chén hả? Mà uống dừa. Chưa hết. Mà uống dừa. Tí là nãy uống nước dừa mà anh kêu bà nội giấu, đừng nói cho ông bà nghe. Nội nói thiệt quá, nội nói dốc rồi. Mà không sao lại nói. Bà, có cơm mà bà. Tí hôm nay học ngoan không, nói cho ông bà nghe nè. Ngoan. Học ngoan. Tới giờ phải kêu không à. Tới giờ học con phải mở lên con coi mấy chương trình học á. Mấy anh với mấy em cũng coi nó học không à. Mày biết bán ngoài trên không à. Cá giòn ghê. Ngon cá này hên chiên liền á, nếu mà để chiều nó ngấm vô mặn mà. Anh giá hết cơm mà hôm qua ông chừa mấy hộp á. Cá này đúng là cá ăn chửa ngon nha. Tụi mình chiên xù quá, xù của bánh chén. Canh còn nhiều lắm mẹ, múc bỏ vô ăn thôi. Thương rồi má. Ấy da. Ấy da, ấy da. Để lắc ba mày gấp đi, con đừng ấy, từ từ đưa lên xuôi được coi. Vẽ rồi nè. Câu cá rồi nè. Nóng vậy nè. Nằm lên đằng này mồ hôi nó đổ rồi xuống ướt mắt, cay mắt rồi. Mẹ Phong ngồi ăn cơm mà coi tivi nữa. Ngay bộ phim mẹ Phong ghiền. Đâu có bắt ra tiếng đâu. Ừ, bắt ra tiếng lại. Không ghi hình á, sợ bị dính bản quyền á. Lọt vô tiếng nhỏ xíu cũng bị bắt nữa. Ba chén rồi đó tí. Con hai chén, con cho con ăn này hai chén. Thấy ba đổ mồ hôi nhiều không? Dạ. Để mẹ ăn nấu rồi, giờ này chưa có cơm ăn rồi tí rồi. Dạ. Không làm đồ ăn ngon mà làm chậm. Từ từ từ. Ba, dạ, ba biết cũng dắp mà cha không? Dắp mà cha không? Thôi cho mẹ đi. Không, cho dắt cho bà nội. Đây mẹ. Thương mẹ dữ hả? Nói dắt lại đâu, nói giả mẹ. Qua ngon quá, bà gấp nhiều hôm qua bà ăn. Gấp bà nội lớn. Hôm qua có thịt bò xào ăn bá cháy bồ chét luôn. Làm bà không nhớ đâu. Để nào cho bà không ăn. Thôi, có nấu ăn đâu. Xong rồi. Cho bà chén rồi. Hôm qua này ăn mắm ruốc cũng hơn. Mắm ruốc còn mà. Nó là ấy là quên luôn. Ngoài này ăn bánh vuốt mẹ đúng nóng hả? Sao mày làm mệt, ăn cơm cũng mệt luôn, đói cũng mệt mà no cũng mệt nữa. Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý ông bà cô bác anh chị thân mến. Từ nãy giờ thì Phong với gia đình á
thì cũng ăn cái bữa cơm. Thật sự là sáng giờ làm mệt nhưng mà có cơm nóng ăn rất là ngon, rất là khỏe nữa. Thì Phong cũng xin khép phần video Phong tại đây luôn. Thì Phong cũng kính chúc toàn thể quý ông bà cô bác lúc nào cũng nhiều sức khỏe, bình yên, may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống luôn nha. Dạ Phong Nguyễn kính chào ạ. Chào ông bà cô bác. Nói chúc ông bà gì ông tí? Chúc ông bà mama mà khỏe, có nhiều đó nhiều sức khỏe. Thôi Phong chào ông bà cô bác nha. Mama.